Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Trích Phúc Âm Thánh Gioan, đoạn 6, câu 51. Chờ con nơi bàn tiệc thánh. Alleluia.
Người chính là máu thịt đâng lên trời hiện vinh và lại đến lòng trong uy hùng. Lạy Chúa, Chúa đang chờ con nơi bàn tiệc thánh. Alleluia. Lạy Chúa, con mong ăn bánh trường sinh. Alleluia. Đây chính là mình Thánh Chúa, lạy Chúa trao phó cho Thánh Phêrô. Đây chính là máu thịt đấng khiến lập hội thánh hàng bền vững đến muôn muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đang chờ con nơi bàn tiệc thánh. Đây chính là máu thịt đấng xét xử kẻ sống và kẻ chết trong ngày sau cùng. Lạy Chúa, Chúa đang chờ con nơi.